Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đến món bóng mun xào khế. Và đây là công cụ để bắt bóng mun, đây là cái te thức quê mình. Ok, các bạn bây giờ hãy theo chân bọn mình đi ra để thua bóng mun. Let's go! Trước hết thì chúng ta sẽ cắm hai cây lên bờ này. Đúng rồi. Tôi xin phép các bạn lội xuống đây làm cho nó dễ. Đấy, chúng ta sẽ làm như thế này. Rồi và đây này cho nó bắt. Nguyên liệu chính đây chiều chúng ta là món bóng mun xào khế. Giới thiệu với mọi người, đây là con bóng mun.
sau một hồi cố gắng thì đây là thành quả của bọn mình và nó cũng khá là nhiều đấy. Và bây giờ với các bạn theo chân bọn mình về đây chế biến món cá bóng mún sao khế. Let's go. Vâng, sau khi chúng ta đã có bóng mún thì chúng ta bây giờ cũng đi cùng nhau đi tìm nguyên liệu để chế biến món khế xào bóng mún. Vâng, đây là cây khế của nhà bạn Lưu. Đấy, bây giờ chúng ta là phải nhiều quá. Xin phép các bạn thì mình xin leo lên đây hái. Và đây là khế. Sau khi chúng mình đã bứt được 1, 2, 3, 4, 5, 6, bay quá. Ok. Wow. Bây giờ chúng ta đi cùng hải nhau hành. Đi bứt hải hành nào. Quả, nhà bạn hải Lưu, nhà bạn Lưu lại tiền của hành ấy luôn. Mình khoa vay đi chơi chở mua chứ. Sau khi đã kiếm đủ nguyên liệu thì bây giờ chúng ta cùng nhau vào chế biến thôi. Let's go!